Kính chào quý khán thính giả, chúng ta đang ở video tập nói tiếng Anh số 18 của Mr. Định. Nội dung bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào 25 câu mà người Mỹ thường dùng trong đàm thoại tiếng Anh hàng ngày. Trường hợp đầu tiên, nếu bạn nói thank you, cảm ơn, thì người Mỹ sẽ nói gì? Người Mỹ sẽ nói, don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Không có gì đâu mà. Hoặc người Mỹ có thể dùng câu no problem. No problem. Mẫu câu số 2, chúng ta thường hỏi nhau how are you? Bạn có khỏe không? Thì người Mỹ sẽ nói như thế nào? How's it going? How's it going? How's it going? Khi chúng ta muốn hỏi ai đó đi đâu, chúng ta thường nói where are you going? Thế nhưng người Mỹ sẽ không nói câu này. Người Mỹ sẽ nói where are you off to? Where are you off to? Where are you off to? khi muốn bày tỏ sự thông cảm với ai chúng ta thường nói sorry to hear that thì người mỹ lại không nói như vậy người mỹ sẽ nói oh no oh no oh no khi nói lời tạm biệt chúng ta thường nói goodbye thế nhưng người mỹ thì lại nói see you later see you later See you later hoặc Talk to you later Talk to you later Talk to you later khi muốn khẳng định một tình huống nào đó cho câu hỏi Yes No chúng ta thường dùng câu hỏi đuôi để xác nhận ví dụ You work for Apple, do you? Bạn làm việc cho Apple phải không nhưng người mỹ sẽ không dùng câu hỏi đuôi mà sẽ dùng cụm từ By any chance. You work for Apple by any chance. You work for Apple by any chance. You work for Apple by any chance. khi bạn muốn mời một người mỹ uống đồ uống nào đó bạn sẽ nói would you like something to drink người mỹ đồng ý chúng ta thường nói yes thế nhưng người mỹ sẽ không nói yes mà người mỹ sẽ nói sure 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 khi bạn muốn hỏi ai đó muốn làm gì bạn sẽ dùng trực tiếp cấu trúc câu do you want to sau đó là một động từ ví dụ bạn có muốn ra ngoài không? Do you want to go out? Thế nhưng người Mỹ sẽ không dùng cấu trúc này. Người Mỹ sẽ dùng I was wondering if you'd like I was wondering if you'd like. Ví dụ, bạn có muốn ra ngoài không? I was wondering if you'd like to go out. I was wondering If you'd like to go out. I was wondering if you'd like to go out. Và trong trường hợp đồng ý với câu hỏi vừa rồi, thông thường chúng ta nói yes, I'd love to. Nhưng người Mỹ sẽ không dùng mẫu câu yes mà thay vào đó, người Mỹ sẽ nói sure. I'd love to. Sure, I'd love to. Sure, I'd love to. Và trong trường hợp bạn muốn đi cùng nhau, bạn muốn tới nhà một người Mỹ, đón bạn ấy, bạn thường nói I will come to your house so that we can go together. Tôi sẽ đến nhà bạn để chúng ta có thể đi cùng nhau nhưng người mỹ chỉ dùng một câu vô cùng đơn giản i'll pick you up i'll pick you up i'll pick you up tôi sẽ đón bạn trong trường hợp bạn và một người mỹ nói chuyện qua điện thoại nhưng do sóng yếu hoặc điện thoại chập chờn bạn không thể nghe thấy tín hiệu bạn thường nói i can't hear you Tôi không thể nghe thấy bạn nói gì, nhưng người Mỹ sẽ dùng các mẫu câu khác, ví dụ như The line is breaking up. The line is breaking up. The line is breaking up. Sóng yếu quá. Hoặc The phone is cutting out. The phone is cutting out. The phone is cutting out điện thoại chập chờn quá. Hay I'm losing you. I'm losing you. I'm losing you. Tôi mất tín hiệu của bạn rồi. Hoặc câu The call dropped. The call dropped. The call dropped. The call dropped. Cuộc gọi không thành công. Hai câu: My phone has really had bad reception here. My phone has really had bad reception here. My phone has really had bad reception here. Điện thoại của tôi bắt sóng ở đây yếu quá. Khi tình cờ gặp một người bạn cũ thì người Mỹ thường nói: "Well, hello." Well, hello. Well, hello. Và mẫu câu long time no see. Long time no see. Long time no see. Lâu rồi không gặp. Thật là tình cờ. What a coincidence. What a coincidence what a coincidence lâu rồi tôi không gặp bạn i haven't seen you in ages i haven't seen you in ages i haven't seen you in ages đúng là trái đất tròn What a small world. What a small world. What a small world. khi muốn hỏi thực khách muốn bắt đầu uống đồ uống gì chúng ta thường nói Would you like to start with a drink? bạn có muốn bắt đầu bằng một chút đồ uống không người Mỹ sẽ nói câu khác. Can I start you off with something to drink? Can I start you off with something to drink? Can I start you off with something to drink? Mr. Định xin kính chào quý khán thính giả. Chúng ta đang ở video tập nói tiếng Anh số 19. Nội dung bài ngày hôm nay Chúng ta sẽ tiếp tục tới với 25 câu mà người Mỹ thường dùng trong đàm thoại tiếng Anh hàng ngày. Câu đầu tiên, nếu quý khán thính giả theo dõi bản tin dự báo thời tiết mà có cụm từ cold fronts thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới trong tiếng Việt. Cụm từ không khí lạnh cold fronts có dạng số nhiều. Hay như cụm từ tiếp theo, wind chill Wind chill. Cụm từ này chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một cụm từ trong tiếng việt đó là gió mùa. khi chúng ta đi gặp bác sĩ câu hỏi mà bác sĩ thường đặt ra đầu tiên đó là What seems to be the problem? What seems to be the problem? câu này chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một câu trong tiếng anh đó là What's the problem? câu mà chúng ta thường dùng vấn đề của bạn là gì khi gặp một người bạn cũ người mỹ thường nói hey hey là gì nhỉ hey đơn giản chỉ là hello tiếp theo khi người mỹ cố gắng giải thích một điều gì đó cho chúng ta người ta thường dùng see ví dụ american is friendly see người mỹ thân thiện lắm see See ở đây có nghĩa là thấy không? Cụm từ tiếp theo. Oh yeah, I almost forgot. Cụm từ Oh yeah có nghĩa là gì nhỉ? À, chút nữa thì tôi quên. Khi chúng ta đi siêu thị ở Mỹ, người thu ngân khi tính tiền cho chúng ta sẽ thường dùng câu Your total comes to Ví dụ Your total comes to 99 US dollars Your total comes to Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ nghĩ ngay tới cụm từ trong tiếng Việt Tổng số tiền là Khi học ở Mỹ Chúng ta thường hỏi nhau câu How did your exam go? How did your exam go? Câu này có nghĩa là gì? chúng ta sẽ nghĩ ngay tới câu trong tiếng Anh How was your exam? Một người bạn Mỹ của chúng ta nói, Do you feel like going to the library? Do you feel like going to the library? Câu này có nghĩa là gì? Nó đơn giản chỉ là Do you want to go to the library? Bạn có muốn tới thư viện không? Chúng ta có cụm từ feel like cụm từ muốn và đi sau là một động từ có đuôi in người bạn mỹ hỏi tiếp do you feel like coming over do you feel like coming over coming over có nghĩa là gì vậy cụm từ này có nghĩa là come to his house anh ta đang rủ mình tới nhà anh ấy cụm từ thông dụng tiếp theo mà người mỹ thường dùng đó là let's see let's see cụm từ này có nghĩa là để xem nào thường dùng khi người mỹ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra một quyết định gì đó i'll take it i'll take it i'll take it cụm từ này thường dùng trong shopping khi người mỹ quyết định mua một món đồ gì và chúng ta sẽ nghĩ ngay tới câu i'll buy it tôi sẽ mua nó tiếp theo khi chúng ta khen người mỹ ví dụ you're very talented bạn rất tài năng thông thường thì chúng ta sẽ nói thank you nhưng người mỹ sẽ nói câu khác that's very kind of you that's very kind of you that's very kind of you khi bạn cực kỳ thích môn bóng đá thì bạn sẽ nói i really like soccer nhưng người mỹ thì lại nói câu I'm a big fan of soccer I'm a big fan of soccer I'm a big fan of soccer một người bạn mỹ chuẩn bị đi du lịch và bạn ấy nói I'm taking the red eye because it's much cheaper I'm taking the red I because it's much cheaper. Bạn ấy dùng cụm từ the red eye, mắt đỏ có nghĩa là gì nhỉ? Cụm từ này có nghĩa là night flight, chuyến bay đêm. Bạn ấy sẽ bay chuyến bay đêm bởi vì nó rẻ hơn nhiều. Khi bạn đưa ra một quan điểm, ví dụ dogs are more loyal than cats. Chó trung thành hơn mèo người bạn mỹ phản hồi good point good point câu này có nghĩa là gì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới câu i agree with you tôi đồng ý với bạn người bạn mỹ nói i have made up my mind i have made up my mind câu này có nghĩa là gì Ý bạn ấy nói là bạn ấy đã quyết định rồi. Decide. Cụm từ make up my mind là quyết định. Tiếp theo, chúng ta thường nói I'm going to take an exam this weekend. Cuối tuần này tôi sẽ có một bài kiểm tra. Chúng ta thường dùng I'm going to để diễn tả điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai gần. Nhưng người Mỹ thì sẽ nói I'm gonna take an exam this weekend. I'm gonna take an exam this weekend. Cụm từ I'm going to. người mỹ thường nói là I'm gonna. tiếp theo. khi muốn ngắt một cuộc hội thoại chúng ta thường nói I have to go now. bây giờ tôi phải đi rồi. người mỹ sẽ nói I have to go now. I have to go now. Nếu chúng ta muốn ra ngoài, chúng ta sẽ nói I want to go out. Nhưng người Mỹ sẽ nói I wanna go out. I wanna go out. Khi nói điều gì đó thật tuyệt vời hay xuất sắc, chúng ta nói great. Nhưng người Mỹ sẽ nói awesome. Awesome. một cặp trai gái người Mỹ nói We'll tie the knot soon. We'll tie the knot soon. We'll tie the knot soon. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Nó bằng với cụm từ get married. Chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Khi chúng ta muốn bày tỏ đồng quan điểm với ai, chúng ta thường nói I think so. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng người Mỹ thì sẽ dùng động từ know. I know so. I know so. Khi cố gắng thuyết phục ai đó, chúng ta thường dùng cụm từ believe me. Believe me, tin tôi đi, nhưng người Mỹ thì thường dùng take the job. Take the job. Hoặc cụm từ trust me. Trust me. Trust me. Hoặc cụm từ go for it. Go for it. Go for it. Mr. Định xin kính chào quý khán thính giả. Chúng ta đang ở video tập nói số 20. Nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với 30 từ và câu thông dụng mà người Mỹ thường dùng trong đàm thoại tiếng Anh hàng ngày. Tình huống đầu tiên trong bài này, khi quý khán thính giả đến một restaurant, một nhà hàng và order một chiếc pizza, một chiếc pizza nhưng lại nhận được khoai tây chiên. Quý khán thính giả rất thất vọng và nói I'm disappointed. Thế nhưng người Mỹ thì không dùng tính từ disappointed mà thay vào đó người Mỹ lại dùng tính từ bummed. I'm bummed. I'm bummed. I'm bummed. Trong một cuộc nhậu khi quý khán thính giả đã uống rất say rồi và không thể uống thêm được nữa chúng ta thường nói I'm extremely drunk thế nhưng người mỹ thì không dùng cụm từ extremely drunk thay vào đó chỉ làm một tính từ plastered. I'm plastered. I'm plastered. khi chúng ta không quan tâm tới ai hoặc việc gì chúng ta thường nói I don't care thế nhưng người mỹ thì nói whatever 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 chúng ta thường dùng tính từ true để diễn tả cái gì đó là sự thật ví dụ what i told you is true những điều tôi nói với anh đều là sự thật Thế nhưng người Mỹ thì lại dùng for sure để diễn tả. What I told you is for sure. What I told you is for sure. What I told you is for sure. Khi bạn đã hiểu một vấn đề gì rồi, bạn sẽ nói I understand, mà người Mỹ sẽ nói I got it. I got it. I got it. khi chúng ta không tin một điều gì chúng ta thường nói, I don't believe it. thế nhưng người mỹ thì lại dùng một từ chẳng liên quan, I don't buy it. I don't buy it. I don't buy it. chúng ta thường gọi một người đàn ông là a man thế nhưng người mỹ thì lại dùng là a dude a dude a dude khi chúng ta muốn chấn an ai đó chúng ta thường nói no worries đừng có lo hay yên tâm thế nhưng người mỹ thì lại dùng một câu it's not a big deal it's not a big deal it's not a big deal Lời chào của chúng ta thông thường là hello how are you, xin chào bạn có khỏe không. Thế nhưng người Mỹ thì nói what's up? what's up. What's up? What's up? Trong một tình huống khá vội vàng mà quý khán thính giả đang để ai đó phải chờ đợi. Người ta đang dục, quý khán thính giả nói hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta nói wait patiently. Thế nhưng người Mỹ thì nói hang tight. Hang tight. Hang tight. Khi chúng ta gặp phải vấn đề, ví dụ vấn đề với cảnh sát, chúng ta nói I got into trouble with the police. Tôi gặp vấn đề với cảnh sát, nhưng người Mỹ sẽ nói khác. I got busted with the cop. Chúng ta có cụm từ got busted có nghĩa là got into trouble, gặp phải vấn đề. I got busted with the cop. Và sự khác biệt ở Anh Anh và Anh Mỹ, cảnh sát police, tiếng Mỹ là cop. I got busted with a cop. Khi chúng ta không biết điều gì, chúng ta nói I don't know. Nhưng người Mỹ lại nói I have no idea. I have no idea. I have no idea. Have no idea. Khi chúng ta tránh được một điều gì đó là tai ương là không may mắn, chúng ta tạ ơn đấng linh thiêng, chúng ta nói thank God. Nhưng người Mỹ lại nói Thank goodness. Thank goodness. Thank goodness. chúng ta thường dùng tính từ unreal để diễn tả cái gì đó là không có thật thế nhưng người mỹ thì lại dùng surreal 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 khi chúng ta nhận ra điều gì chúng ta thường nói I realized nhưng người Mỹ thì lại dùng một câu khác is dawned on me is dawned on me is dawned, dawned on me nếu chúng ta nhận xét cái gì đó là rất tốt chúng ta nói very good Thế nhưng người Mỹ thì nói over the top over the top over the top Khi chúng ta muốn nói những điều gì đó mà mình muốn làm, chúng ta nói what I want to do, điều mà tôi muốn làm. Thế nhưng người Mỹ thì nói on my list of the things to do on my list of the things to do ví dụ học tiếng anh là điều mà tôi muốn làm learning english is what i want to do thế nhưng người mỹ sẽ nói learning english is on my list of the things to do tiếp theo chúng ta thường dùng upset để diễn tả khi chúng ta chán nản hay tức giận điều gì Thế nhưng người Mỹ thì lại dùng cụm từ fed up. Khi bạn không ngạc nhiên với một điều gì, you aren't surprised. Nhưng người Mỹ sẽ nói, what's new? What's new? What's new? Có gì mới đâu? Khi diễn tả cái gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát, chúng ta thường nói out of control. Thế nhưng người Mỹ thì nói Out of hand Out of hand Out of hand Khi quý khán thính giả nói ai đó đang rất vui vẻ Really good time Ví dụ He has really good time Anh ấy thực sự đang rất vui Nhưng người Mỹ sẽ nói This is the time of his life This is the time of his life. This is the time of his life. khi chúng ta háo hức và phấn khích về điều gì chúng ta thường dùng tính từ excited và đi với giới từ about ví dụ, I'm excited about my holiday. tôi rất phấn khích về kỳ nghỉ của mình thế nhưng người mỹ thì lại dùng tính từ khác đó là tính từ psyched I'm psyched about my vacation. I'm psyched about my vacation. I'm psyched about my vacation. Khi muốn thư giãn chúng ta nói relax, thế nhưng người Mỹ thì nói chill out. Chill out. Chill out. hay nói rất vui chúng ta nói very happy thế nhưng người mỹ thì nói tickled pink tickled pink tickled pink khi dành nhiều thời gian với ai ở một địa điểm nào chúng ta dùng spends a lot of time ví dụ anh ấy dành nhiều giờ ở bên cạnh hồ bơi he spends a lot of time by the pool thế nhưng người mỹ thì dùng cụm từ hang out He hangs out by the pool. He hangs out by the pool. Khi nói tạm biệt, chúng ta dùng goodbye. Ở bài trước chúng ta có talk to you later hay see you later. Thế nhưng bây giờ trong bài này chúng ta dùng cụm từ khác, take care. Take care là một cụm từ thông dụng mà người mỹ thường sử dụng. Take care khi quý khán tính giả hứa hết sức cố gắng làm việc gì. I will try my best và người mỹ sẽ nói I'll make my best effort. I'll make my best effort. I'll make my best effort. Kính chào quý khán thính giả. Có một điều rất lạ, chúng ta học tiếng Anh và nói thì người Mỹ hiểu, thế nhưng người Mỹ nói chưa chắc chúng ta đã hiểu. Vì sao? Vì những từ và những câu, giống như 20 cụm từ và câu trong video này, quý khán thính giả sẽ đến với video tập nói số 21, 20 câu thông dụng mà người Mỹ hay dùng, khiến chúng ta khó hiểu chúng ta cùng tới trường hợp đầu tiên thông thường tiếng anh chúng ta học chúng ta nói I'm traveling tôi đang đi đây nhưng người mỹ lại nói I'm on the road I'm on the road I'm on the road bình thường chúng ta nói tôi đang nghe đây I'm listening thế nhưng người mỹ thì nói khác hẳn I'm all, I'm all ears. I'm all ears. I'm all ears. Người mỹ sẽ nối âm I'm all ears thành I'm all ears. Trường hợp tiếp theo. Tôi sẽ trả tiền. bình thường chúng ta nói I'll pay for it. thế nhưng người mỹ thì lại nói I'll defray it. I'll defray it. I'll defray it. Từ defray bằng cụm từ pay for. Trường hợp tiếp theo. thời tiết có đẹp không. Was the weather nice? thế nhưng đó là tiếng anh chúng ta thường học. giao tiếp với người mỹ thì là câu. Did the weather cooperate? did the weather cooperate? Did the weather cooperate? Câu tiếp theo. Mọi người đã đến rồi đấy. Tiếng Anh thông thường chúng ta được học là Everyone has arrived. Thế nhưng người Mỹ thì lại nói Everyone has made it in. Everyone has made it in. Everyone has made it in. Cụm từ made it in bằng arrived. Tôi phải đi rồi. I have to go là tiếng Anh mà chúng ta thường được học. Thế nhưng người Mỹ thì nói I gotta run. I gotta run. I gotta run. Tôi đang bị ốm. I'm feeling sick. Thế nhưng người Mỹ thì nói I'm feeling under the weather. I'm feeling under the weather. I'm feeling Under the weather. Bạn có nghiêm túc không. Are you serious? Người mỹ thì nói Get out of here. Câu này giống như là ra khỏi đây đi. thế nhưng nghĩa của nó lại tương đương với Are you serious? Bạn có nghiêm túc không. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Tiếng Anh thông thường được học chúng ta nói không thể tin nổi, unbelievable. Thế nhưng người Mỹ thì nói it's crazy. It's crazy. It's crazy. khi chúng ta chán ngấy cái gì, I'm fed up with it. người mỹ thì nói, I'm sick, it. I'm sick of it. I'm sick of it. I'm sick of it. I'm sick of it. nó rất quan trọng tiếng anh chúng ta được học, it's important. thế nhưng người mỹ nói, It's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. Tôi tình cờ gặp anh ấy. I met him by chance. Thế nhưng người Mỹ thì lại dùng cụm từ run into. I ran into him. I ran into him. I ran into him. Cô ấy đã hẹn hò với anh ấy năm năm. She dated him for five years. Người Mỹ sẽ nói, she went out with him for five years. She went out with him for five years. She went out with him for five years. Tiếng Anh mà chúng ta thường gặp, con gà con được gọi là a chick. Thế nhưng người Mỹ thì lại dùng con gà con, a chick, để mô tả một cô gái hoặc một người phụ nữ. A chick. Như vậy, nó hoàn toàn khác biệt. Xin đừng hỏi Mr. Định tại sao lại như vậy bởi đây là phong tục tập quán và thói quen dùng ngôn ngữ của người mỹ tiếp theo tôi đã may mắn i was lucky là cách thông thường mà chúng ta nói thế nhưng người mỹ thì lại dùng tính từ fortunate i was fortunate i was fortunate i was fortunate đột nhiên anh ta lại đến bình thường tiếng anh chúng ta nói he suddenly came thế nhưng người mỹ thì lại dùng một câu khác hoàn toàn he came out of the blue he came out of the blue he came out of the blue, of the blue. tôi đồng ý Tiếng Anh bình thường chúng ta nói I agree. Thế nhưng người Mỹ thì lại dùng I bet. I bet. I bet. Cụm từ thông dụng khác trong tiếng Anh mà chúng ta thường được học đó là lên xe buýt, get on a bus. Thế nhưng người Mỹ thì lại dùng hop on a bus. Hop on a bus. Hop on a bus. Tiếng Anh chúng ta được học bình thường trường tiểu học là primary school thế nhưng người Mỹ thì lại dùng elementary school elementary school elementary school Thế rồi trường cấp 2 tiếng Anh bình thường là secondary school secondary school thế nhưng tiếng Mỹ thì lại gọi là middle school middle school middle school Kính chào quý khán thính giả, trong video hôm nay, Mr. Định sẽ cùng quý khán thính giả tiếp tục đến với 20 mẫu câu ngắn và cực kỳ thông dụng, thường xuất hiện trong đàm thoại tiếng Anh hàng ngày của người Mỹ. Nói như vậy, không phải quý khán thính giả tiếng Anh đã học mà nói người Mỹ không hiểu. Quý khán thính giả vẫn cứ sử dụng bình thường, giao tiếp bình thường người Mỹ vẫn hiểu. Có điều, để hiểu được và linh hoạt hơn trong sử dụng ngôn ngữ hàng ngày, quý khán thính giả nên tham khảo các mẫu câu mà người Mỹ thường dùng, ví dụ như 20 mẫu câu này. Để tiện cho quý khán thính giả theo dõi, Mr. Định có làm 3 nội dung. Đầu tiên là tiếng Việt, tiếp theo là tiếng Anh phổ thông thường dùng, và cuối cùng là tiếng Anh của người Mỹ thường dùng quý khán thính giả sử dụng trường hợp nào cũng được, ngoại trừ tiếng Việt. Trên màn hình là câu đầu tiên. Tôi đi vệ sinh. I want to go to the bathroom. Đây là cách nói mà chúng ta thường dùng. Thế nhưng người Mỹ sẽ nói. I have a nature call. I have a nature call. I have a nature core Mẫu câu tiếp theo toi lắm I'm angry I have a chip on my shoulder I have a chip on my shoulder I have a chip on my shoulder Tôi đang suy nghĩ. I'm thinking. I'm racking my brain. I'm racking my brain. I'm racking my brain. Họ thật xuất sắc. They are excellent. They are off the hook. They are off the hook. They are off the hook. Rất xin lỗi về sự bất tiện này. Sorry for this inconvenience. Sorry for this hassle. sorry for this hustle sorry for this hustle Tôi bị muộn rồi. i'm late i'm running against the clock i'm running against the clock i'm running against the clock Nó không quá quan trọng đâu. It's not important enough. It's not, worth it. it's not worth it. It's not worth it. It's not worth it. Tôi có vé rồi. I have a ticket. I have a pass. I have a pass I have a pass Cho tôi mượn vài đô la được không? Can you lend me some dollars? Can you lend me some bucks? Can you lend me some bucks? Can you lend me some bucks? Ngày mai chúng tôi sẽ khai trương. We start our shop tomorrow. We launch our shop tomorrow. We launch our shop tomorrow. We launch our shop tomorrow. Our shop tomorrow. Thật không may. It's unlucky. That sucks. That sucks. That sucks. Tôi không thích điều đó. I don't like that. I can't stand that. I can't stand that. I can't stand that điều đó không còn vui nữa that no longer has fun that gets a little old that gets a little old that gets a little old Họ đang trang trí nhà. They are decorating the house. They are, the house. they are tricking out the house. They are tricking out the house. They are tricking out the house. Anh ấy có nhiều tiền. He has a lot of money. He has a pretty penny. He has pretty penny. He has pretty penny. Chúng tôi phải làm quen với cuộc sống mới. We have to familiarize ourselves with the new life. We have to play around with the new life. We have to play around with the new life. We have to play around with the new life. Việc đi lại rất tốn Travelling costs a lot. Travelling costs an arm and a leg. Travelling costs an arm and a leg. Traveling costs an arm and a leg. Họ đã tổ chức bữa tiệc lớn. They organized a big, party. They laid down a big party. They laid out a big party. They laid out a big party. They laid out a big party. Lễ hội quá đông. The festival is too crowded. The festival is bottlenecked. The festival is bottlenecked. The festival is bottlenecked. Toi về tới nhà vào ban đêm. I get home at night. I get home a dog. I get home a dog. I get home a dog.